hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Xin chào tất cả mọi người, một lần nữa chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình làm một clip này để mình giải đáp một số thắc mắc comment trên YouTube. Thì hỏi mình là hiện tại anh đang có một cặp Bro 32 mà hiện tại anh đang ghép với là Mr. T4S. Thì anh kêu là hát nó nặng. Thì anh có hỏi mình là vang số cái 180 ca có nhẹ hơn là khi ca ở trên T4S hay không? Thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề giữa cái 180 và T8S. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng để hát karaoke thông thường, để ca cho nhẹ, thì tất nhiên vang số khi nào nó cũng sẽ nịnh giọng hát của chúng ta hơn, chúng ta ca sẽ nhẹ hơn so với khi chúng ta ca ở trên T4S. Nhưng nếu như T4S mà chúng ta sử dụng, mà chúng ta tối ưu được hết các chức năng của nó và chúng ta biết sử dụng, bởi vì là T4S nó cũng có echo, có reverb, nếu như kỹ thuật chúng ta biết cân chỉnh để setup làm sao cho nó phù hợp, cho chuẩn, thì khi chúng ta ca cũng khá là nhẹ. Khi chúng ta sử dụng mixer á, thì khả năng tái tạo của âm thanh nó sẽ thật hơn, nó sẽ tốt hơn. Cho nên khi chúng ta ca những cái từ mà chúng ta ca nó bị phô, bị lố, thì tất nhiên nó sẽ lòi ra hết, nó sẽ không che lấp đi được, bởi vì khả năng tái tạo âm thanh của nó tốt hơn so với vang số, cho nên nó sẽ lấy được hết các cái âm thanh mà chúng ta ca. Chúng ta ca những từ nào lố, phô thì nó sẽ lấy hết, cho nên cảm giác chúng ta nghe nó sẽ không có được gọi là mượt mà. Còn nếu như trường hợp mà giọng ca của chúng ta tốt, chúng ta ca hay, ví dụ như ca sĩ này kia, thì người ta sẽ sử dụng đó là mixer T4S để người ta sử dụng. Nếu như mà chúng ta karaoke thông thường, karaoke bình thường, chúng ta ca cho vui, thì chúng ta nên sử dụng vang số. Đó là sự khác biệt rõ ràng của vang số và sử dụng mixer T4S. Thì bây giờ mình sẽ chốt lại, đó là sự khác biệt của cái 180 và T4S. Nếu như mà chúng ta có giọng ca tốt, giọng ca hay, ví dụ như ca sĩ chuyên nghiệp này kia người ta hát tốt, thì chúng ta sử dụng T4S. Còn nếu như chúng ta karaoke bình dân, karaoke thông thường, thì chúng ta sẽ sử dụng cái X180. Nó sẽ nịnh giọng hát của chúng ta đi, nó sẽ làm mờ đi một số cái từ phô của chúng ta khi chúng ta phát âm ra. Ngoài ra nữa thì mixer này nó có giá thành cao hơn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta biết sử dụng, biết làm chủ nó, biết setup, thì chúng ta hát karaoke ở trên con này cũng rất là tốt. Ok mọi người ha, bây giờ mình sẽ thử trên con T4S để xem nó có echo hay không, và echo của nó có hay hay không, có hát karaoke được không. Bây giờ mình sẽ mở echo lên nhá. Cái này mình đã setup sẵn rồi, bây giờ mình sẽ mở lên. 1, 2, 3. Đây, micro mình đang cắm vào T4S đây. 2, 3, 1. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ca thử ở trên T4S trước ha. Thì thông thường mình ca thì mình cũng không có để echo nhiều, mình sẽ để một chút echo thôi. Mình sẽ giảm bớt echo lại. Thì vì thực chất thì mình ca cũng có một tí hơi tốt một chút. Cho nên là mình sẽ ca ít echo hơn xíu. Mình không để echo nhiều. 1, 2, 3. Thắp sáng lên con tim nồng nàn, để bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
bừng đầy bao tâm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn thân xin chớ lãng quên, anh nên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho thời gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho thời gian, đốt cháy tan niềm đau do bóng đêm từ lâu về khi quanh đời. Này bạn ơi hãy thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. Này bạn ơi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Cuộc đời bao hạnh phúc trao ban, đến tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn ơi xin chớ hững hờ, xin chớ thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau do bóng đêm từ lâu về kín quanh đời. Ok, thì bây giờ mình sẽ, hồi nãy giờ mình đã ca trên T4S, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua ca ở trên vang số KX180 để mọi người chúng ta nghe, thì chúng ta thấy sự khác biệt của nó như thế nào ha. Này bạn hơi hay thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tâm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên, anh đêm trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau do bóng đêm từ lâu về kín quanh đời. Để bạn ơi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. Này bạn ơi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, để hạnh phúc khi sống trao ban, đến tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn ơi xin chớ hững hờ, xin chớ thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lòng về kín quanh đời. Ok mọi người, thì khi mọi người thấy mình chuyển qua cái 180 ha, thì khi mình ca mình để những 10 phân lượng nó vẫn thu thật, nó vẫn thu được, thì để mọi người thấy được là nó có nhẹ hay không. Thì nói qua như vậy thì chắc mọi người cũng có thể là phân biệt được rõ để mọi người lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp với cái nhu cầu và sử dụng của chúng ta.
Rồi ok, thì clip mình xin kết thúc ở đây. Còn nếu như mà mọi người có thêm thắc mắc, muốn hỏi này kia thêm thì mọi người có thể comment hoặc là liên hệ riêng cho mình để mình sẽ giải đáp một số thắc mắc thêm của mọi người. Thì bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe để mình có thêm động lực để mình làm thêm những clip hay hơn để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chào tất cả mọi người ha.